Rồi chào mấy anh em ha. Thì trên tay mình là một lưỡi câu số 3 nha anh em, lưỡi giật. Thì mẫu mình đang cầm trên tay á, thì một cái mẫu và súng AK nha anh em, AR-15 nha anh em, AR-15 1.8 nha. Độ dài cái lưỡi này đang là 5 phân nha anh em. Độ dài 5 phân, 1.8 là dài 5 phân nha anh em. Lưỡi này á, thì đầu so này thì mình bên mình làm đít ghép nha, đít ghép đây, đít ghép giúp người khéo này anh em. Thì bên mình làm tất cả các loại lưỡi này bên mình làm là không qua lửa nha anh em, tất cả không qua lửa nha anh em, mang tâm vấn đề về mẫu lưỡi nha, lưỡi là không qua lửa đó. Thì cái lò xo này á, thì câu cá đủ khoảng ký rưỡi, một hai lạng, 1-200 gram với ký rưỡi nha anh em đó. Thì bên đây mình có ba, cũng có bán chì nha anh em, chì này thì chì nè đó. Thì cái lưỡi này á, thì hiện tại giá là 100.000 một lưỡi nha anh em. Mình xài nháy đùng đồng cỏ ha anh em, nháy đùng đồng cỏ 100.000 lưỡi. Thì chưa gom tiền ship ha, tiền ship một lần ship chỉ là 26.000, lần ship là 26.000 nha anh em. Rồi cái chì này chị thao đúc nguyên khối nha anh em, chị thao đúc nguyên khối một cục chi 15.000 anh em, 15.000 một cục chị thao có đúc nguyên khối, anh em có nhu cầu thì anh em cứ alo ha đó, 15.000 cục. Rồi thì anh em có nhu cầu mua lưỡi thì anh em cứ alo mình nha anh em. Mình sẽ để số điện thoại dưới tiêu đề clip ha. Thì anh em ấy thì anh em xem, anh em alo số điện thoại đó. Thì cách thức mua hàng thì anh em biết rồi đó. Anh em cứ điện thoại cho mình địa chỉ, số điện thoại rồi mình sẽ giao hàng. Hàng đem tới nhà, tới nơi cho anh em. Anh em xem hàng rồi nhận hàng, thanh toán tiền nha. Không có đặt cọc gì hết. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì bên mình cũng rất là nhiều mẫu lưỡi ha, thì anh em có thể nếu anh em thấy hay thì nhớ bấm nút đăng ký kênh, để khi nào mình đăng mẫu một ngày mình sẽ ra một clip để cho anh em xem nhiều mẫu hơn anh em. Rồi xin chào anh em nha.